Harbor Pharmacy do chính dược sĩ Kevin Trần đảm trách với nhiều năm kinh nghiệm. Dược sĩ Kevin Trần sẽ mang lại cho quý đồng hương một sự chăm sóc đặc biệt như giao thuốc tận nhà miễn phí cho những cụ cao niên trên 65 tuổi, những cụ quân nhân Việt Nam Cộng Hòa và người tàn tật trong quận Cam, giúp cố vấn chương trình bảo hiểm Medicare phần D, có chương trình hỗ trợ cho sinh viên mới ra trường để thực tập trong ngành dược. Đến với Harbor Pharmacy, quý vị không cần phải chờ đợi lâu, chỉ cần 5 đến 10 phút quý vị sẽ có thuốc ngay. Tòa lạc tại 646 South Harbor Boulevard, Santa Ana, trong khu McDonald's góc Harbor và McFadden, 714-531-8080.